Vào tối qua, thì các nhóm SOS và một số thanh niên tình nguyện ở thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục thực hiện việc hút đinh ở khu vực cầu vượt Sóng Thần, cầu vượt Linh Xuân và lại thu được số lượng lớn đinh. Theo ghi nhận, thì 3 xe hút đinh lưu động hoạt động từ cầu vượt Sóng Thần đến cầu vượt Linh Xuân trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn giáp ranh giữa thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương với thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, trên đoạn đường chưa đến 500 mét này đã hút được 4 ký đinh, trong đó phần lớn là đinh hình thoi mà đinh tặc hay sử dụng. Khu vực hút được nhiều đinh nhất là ở dốc cầu vượt Sóng Thần. Trước tình trạng hoành hành của đinh tặc, chính quyền và các lực lượng tình nguyện các phường giáp ranh ở khu vực này cũng thường xuyên ra quân kiểm tra, hút đinh, đồng thời tuyên truyền yêu cầu các tiệm sửa xe quanh khu vực cam kết nói không với đinh tặc, không tiếp tay cho đinh tặc.